Tử vi tuổi Bính Ngọ 1966 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều điều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu chỉ ra rằng tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vào tháng này sẽ gặp khá nhiều may mắn trên mọi phương diện. Để biết được vận trình cụ thể của người tuổi Bính Ngọ cũng như những cơ hội, khó khăn và cách hóa giải thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi video dưới đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cụ. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1, từ ngày 21 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Canh Tý. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1, từ ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch có nạp giáp là Nhâm Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1, tức ngày 16 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1, từ ngày 28 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ tư vấn. Tổng quan của tuổi Bính Thìn 1966 trong tháng 1 âm lịch. Tuổi Ngọ là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Bính Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người sẵn sàng, thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Canh Dương Kim gặp Ngọ Dương Hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thìn sẽ dễ có được tài lộc. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Trong tháng này, các gia chủ Bính Ngọ sẽ cần chú ý ngày âm lịch 22 tháng 1
tức ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tú, và ngày âm lịch mùng 10 tháng 1, tức ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ Bính Ngọ, sinh năm 1966. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, đồng thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo để làm kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, trong tháng Canh Dần, Ngọ Dần tạo nên cục diện tam hợp, nên trong tháng này bản mệnh hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Bính Ngọ sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Bính Ngọ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy năm nay, sự nghiệp của bản mệnh sẽ tăng lên đều đặn. Do sự nghiệp có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng, cho nên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. Để may mắn thuận lợi, những gia chủ Bính Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ được coi là vật phẩm tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí của gia chủ, đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về tài lộc, xem tử vi tháng 1 âm lịch, tuổi Bính Ngọ không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Người tuổi Bính Ngọ có thể gặp may mắn về tài lộc, sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn và khoản đầu tư bạn thực hiện sẽ được đền đáp. Nhưng đừng ngông cuồng và lãng phí vì bạn có thể có một khoản chi tiêu lớn trong năm nay để mua một ngôi nhà hay một điều gì đó. Hơn nữa trong thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều. Bản mệnh nên chú ý thời cơ để nắm bắt. Chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh cũng nên năng làm việc thiện. Có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác, vừa làm thêm được, vừa có thể giúp được nhiều người tăng thu nhập cho mình. Cho đi là nhận, hãy làm việc với cái tâm, trong sáng, chớ vì mục đích nào cả mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ Bính Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Về tình cảm và gia đạo, chuyện tình cảm của tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập. Nhờ thế, bạn bè mới có bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh được người bạn chân thành, tìm được người như ý, mong muốn. Tuy nhiên, với những người tuổi Bính Ngọ đã có gia đình thì cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời. Bên cạnh đó, trong tháng, gia đình cũng sẽ gặp những xích mích, cãi phá, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như suôn sẻ, yên ổn, các gia chủ tuổi Bính Ngọ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ, những người tuổi Bính Ngọ sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 1 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần giữ cho sức khỏe luôn được ổn định. Nhưng đặc biệt phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể. Quý gia chủ cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Ngọ cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Bính Ngọ trong tháng 1 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị và các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được suôn sẻ và thuận lợi nhất. Cảm ơn quý anh chị,
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau.